Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay đã có chuyến viếng thăm chính thức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam ông Nguyễn Phú Trọng đến Bắc Kinh và sẽ kết thúc chuyến thăm vào ngày 1 tây tháng 1. Thì được biết là Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kết thúc và sau đó 2 ngày thì Chủ tịch Tổng Bí thư, tức là Chủ tịch nước và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc là ông Tập Cận Bình đã gửi lời mời đến với ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Phú Trọng một chuyến viếng thăm Trung Quốc, thưa quý vị. Thì chuyến viếng thăm cùng chuyến đi với ông Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng có bà Trương Thị Mai và ông Vũ Văn Thưởng. Và ra tiễn phái đoàn thì có ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các vị lãnh đạo cấp cao của Việt Nam. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 18 tháng Giêng năm 1950 thì quan hệ Việt Nam, lúc bấy giờ còn gọi là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Trung Quốc đã duy trì một cái xu thế ổn định và tích cực. Và cái quan hệ cũng có lúc trục trặc như là có cuộc chiến Việt Trung, nhưng nhìn tổng thể thì ngày càng đạt một cái tầm cao mới trong những năm qua. Và đến tháng 5 năm 2000 thì hai bên đã nhất trí xác lập một khuôn khổ quan hệ Việt Trung là đối tác hợp tác chiến lược toàn diện theo phương châm 16 chữ và theo tinh thần 4 tốt, 16 chữ là láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định, lâu dài, hướng tới tương lai. Và tinh thần 4 tốt là láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt. Thì với cái tình hình hiện nay thì Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong khối ASEAN và lớn hàng thứ 6 của Trung Quốc trên thế giới xét theo tiêu chí quốc gia. Và Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Kim ngạch thương mại Việt Trung năm 2021 vừa qua đạt tới 165,8 tỷ đô la, tăng 24,6% so với năm trước. Đó là theo tin tức của Tổng cục Hải quan. Trong 8 tháng năm 2022 này thì kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Trung đạt 117,4 tỷ đô la, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Thì về đầu tư, Trung Quốc đứng hàng thứ 6 trong số các quốc gia vùng lãnh thổ đầu tư FDI vào Việt Nam với 3.453 dự án còn hiệu lực và tổng vốn đầu tư đạt 22,42 tỷ đô la tính đến tháng 8. Thì nói chung hai bên, hai quốc gia Việt Nam và Trung Quốc thì cần có sự ổn định, hợp tác, hòa bình, thúc đẩy những cái sự tăng trưởng của nhau. Đó là cái mục đích chính, việc mà gặp gỡ giữa hai lãnh đạo cao cấp của Việt Nam và Trung Quốc. Ngoài ra thì còn sẽ hợp tác để mà giải quyết những cái bất đồng, chẳng hạn như những bất đồng ở trên Biển Đông, sẽ hợp tác để mà làm ra những cái tuyên bố chung, những cái CDC, COC vân vân, thưa quý vị, những tuyên bố về quy tắc ứng xử trên Biển Đông vân vân, thưa quý vị. Vì đó là một trong những cái tiêu chí trong cái cương lĩnh mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc, là họ sẽ giải quyết mọi vấn đề, mọi xung khắc, mọi xung đột dựa trên tiêu chí là hòa bình, có đi, có lại, song phương hoặc đa phương, vân vân, thưa quý vị. Và một trong những cái mà chúng tôi cũng đã nói đến đó là Trung Quốc tuyên bố là sẽ không bành trướng lãnh thổ, vân vân. Và những cái mà Trung Quốc cũng cần cập nhật với Việt Nam về tình hình thế giới để mà có những cái hướng giải quyết. Vì Việt Nam hiện nay đang là một cái tâm điểm của thế giới,
chẳng hạn như đã có cuộc viếng thăm đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đến Việt Nam, và trong đó chúng ta cũng biết là đã chúc mừng Việt Nam trở thành một thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc trong nhiệm kỳ tới đây, vân vân, thưa quý vị. Tức là uy tín của Việt Nam được tăng lên một cách đáng kể và đáng nể trong một cái thời gian vừa qua. Và điều đặc biệt là Việt Nam đã có những cái hướng giải quyết hết sức tốt, chẳng hạn như vấn đề biến đổi khí hậu, vấn đề an ninh lương thực, vấn đề năng lượng tái tạo. Như là Việt Nam hiện nay đang đi rất mạnh về cái vấn đề mà quang năng, năng lượng mặt trời, những khu vực được thành lập, hoặc là điện gió, rồi những cái vấn đề mà Việt Nam cũng đã giải quyết một cách thành công như là phòng chống COVID-19 trong 2 năm qua. Tỷ suất mà tử tuất của Việt Nam thuộc loại thấp so với những quốc gia hàng đầu như Hoa Kỳ chẳng hạn. Như vậy, Hoa Kỳ với dân số 330 triệu người mà tỷ lệ tử vong, con số tử vong đều rất cao, trên 1 triệu người đã qua đời. Trong khi đó thì dân số Việt Nam 100 triệu người nhưng mà con số người tử vong chỉ có khoảng 44.000 người thôi vậy. Thì rõ ràng là Việt Nam đã có những cái biện pháp phòng chống COVID-19 tốt. Đó là so sánh một quốc gia hàng đầu như Hoa Kỳ với Việt Nam, vân vân. Ngoài ra thì Việt Nam cũng có những cái đường hướng, chẳng hạn như là zero emission, những cái sử dụng năng lượng tái tạo và giảm khí thải, vân vân. Những vấn đề đầu tư và phát triển và xuất khẩu. Nói chung là hiện nay thì cán cân thâm thủng mậu dịch giữa Trung Quốc và Việt Nam cũng còn khá lớn. Và đương nhiên là trong cuộc hội đàm sẽ bàn thảo về những vấn đề làm cách nào để giảm thiểu cái sự thặng dư mậu dịch trong cái quan hệ mậu dịch giữa hai bên, vân vân, thưa quý vị. Còn nhiều vấn đề cần phải bàn, chẳng hạn như vấn đề đa phương, rồi cuộc chiến ở Ukraine với Nga, vân vân, thưa quý vị. Những vấn đề quốc tế cũng sẽ được bàn thảo. Thì chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Văn Thiện đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.